Ta xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chiến tranh Việt Nam ngày xưa, thì để có thể chi viện cho chiến trường miền Nam, thì quân giải phóng đã tổ chức một cái tuyến vận tải vũ khí, đạn dược cũng như là lực lượng mà chúng ta đã được biết đó là cái con đường mòn Trường Sơn. Và sau này chúng ta được biết với cái tên nữa đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Và trên con đường mòn này ngày xưa thì hàng vạn chiến sĩ quân giải phóng, hết cái lớp này đến lớp khác, hết đoàn quân này đến đoàn quân khác đã di chuyển trên cái con đường mòn này đây để tiến vào chiến trường miền Nam. Biết được điều đó thì người Mỹ cũng không ngồi yên. Mỹ với cái sức mạnh quân sự của mình, đặc biệt là hải quân và không quân, thì đã cho cái lực lượng của mình để đánh phá trên toàn tuyến đường mòn Trường Sơn này. Và trong đó có những cái điểm mà Mỹ tổ chức đánh phá cực kỳ là khốc liệt. Và một trong những cái điểm đó chính là một cái nơi nằm cạnh cái dòng sông này đây. Và đây là con sông Son, nó rất gần với khu vực của động Phong Nha Kẻ Bàng. Và khu vực này ngày xưa là một cái bến phà, nó có tên là bến phà Xuân Sơn. Và hôm nay trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bến phà Xuân Sơn lịch sử, là nơi mà ngày xưa Mỹ đã tổ chức đánh phá rất là ác liệt ở đây nha các bạn. Vị trí của tôi đứng đây thì đây là cái con đường quốc lộ, bây giờ nó là quốc lộ 16, nó đi đằng kia cách khoảng 2 km, thì đi vào đây. Và đây là cái con đường mòn ngày xưa, và đây là một cái dãy núi này đó. Và cái con đường mòn ngày xưa thì nó đi men theo cái đường á các bạn, nó men theo cái dãy núi này. Và nếu mà đi đi vào đây nữa này, đó là nó sẽ cứ men theo cái sông này đây, và đến nó gặp cái con sông này gọi là sông Son ở tại Phong Nha. Đây là ở khu vực của thị trấn Phong Nha nha các bạn. Và nếu mà đi vào ở phía trong đi theo cái con sông này này đấy, và cứ đi trên thuyền này đi vào nữa khoảng 5 km thì các bạn chúng ta sẽ đến được với động Phong Nha, là ở phía trong này mà các bạn đang nhìn thấy kia cả cái bến phà. Đây là một cái bến phà, và đây là có mấy cái thuyền xanh xanh kia cả, là những cái thuyền mà sẽ đưa du khách đi vào phía trong động Phong Nha Kẻ Bàng đó các bạn, là ở cái chỗ này đây. Bây giờ đến đây thì ở chỗ này có, ở ngay trên cái mặt đường của đường mòn Hồ Chí Minh ngày xưa đây thì có một cái bia. Đây là bia ở, nằm ngay cạnh của cái mặt đường luôn nha các bạn. Trên bia này á, là có ghi này, nơi đây là trong những năm giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc 65 đến 73, bến phà Xuân Sơn là trọng điểm địch đánh phá vô cùng ác liệt, hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đấy, và ngày xưa thì chỗ này là thuộc cái địa bàn của đại đội 4, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 249 Bộ Tư lệnh Công binh. Và tiểu đội 4 đó là đơn vị mà quản lý cái khu vực này, chịu trách nhiệm cho cái việc mà duy trì cái tuyến đường Hồ Chí Minh nó hoạt động và để chi viện cho miền Nam. Bây giờ chỗ này thì tôi thấy có một cái tượng đài, chúng ta có thể nhìn thấy cái tượng đài ở đây thì có cái, người ta có làm cái hàng rào nhưng mà nó chỉ là những cái dây thép thôi. Đây, nó chỉ là những dây thép này thôi, nên là chúng ta ở đây có cái cửa chúng ta có thể vào được. Và ở đây là cái tượng đài. Tượng đài này có hình giống như là một cái thuyền đấy. Đó, và cái thuyền, và hướng ra bề mặt của cái con sông này đây. Ở trên cái tượng đài này thì có, ở trên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là những cái hình ảnh của các chiến sĩ công binh này. Đấy, công binh, rồi hậu cần, đó, vận tải, để và những cái đoàn xe, đó, và những cái cuốc, cái xẻng này, đó, đang là làm đường để mà thông tuyến đường này đây. Và khi mà tuyến đường Hồ Chí Minh đi đến đây, thì nó gặp cái con sông Son này, thì một cái việc phải làm đó là phải đi qua sông. Vì các bạn biết không, là chúng ta chỉ cần đi qua con sông này thôi thì sẽ đến được một cái con đường huyết mạch. Mà cái con đường đó là cái con đường nối giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn và đi qua Lào. Cái con đường mà các bạn đang nhìn thấy bên kia cả, nó là một cái con đường cực kỳ quan trọng luôn. Và nó là cái con đường sẽ đưa quân giải phóng từ đây
đi đi qua Lào đó về và để tiến vào miền Nam. Để có thể hiểu về ý nghĩa quan trọng của cái bến phà này thì chúng ta sẽ lần lại lịch sử. Thì các bạn cũng đã biết đó là Quảng Bình ngày xưa đó là cái tỉnh phía Nam, tỉnh phía gọi là cực Nam của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là ở miền Bắc. Còn ở phía Việt Nam Cộng Hòa miền Nam á, thì hết Quảng Bình là sẽ đến với Quảng Trị, tính là miền Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Và là một cái tỉnh mà ở phía Nam, cực Nam của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nên là Quảng Bình đó chính là chiến trường. Quảng Bình đó đã là một chiến trường rồi, bởi vì đó là khu vực của biên giới. Đó, nó nằm rất sát với ranh giới vĩ tuyến 17, phân chia hai miền ngày xưa. Và nơi đây, cái chỗ này, vị trí mà chúng ta đang đứng, nó là vị trí mà hai cái con đường là con đường 12 và con đường 15 nó đến đây và nó gặp nhau ở chỗ này. Và các lực lượng quân sự, vũ khí, đạn dược cũng như là các cái đoàn quân giải phóng sẽ đến ở chỗ này đây. Và đến đây thì gặp cái con sông này. Đó, với cái địa hình thì gặp cái con sông sông đây gọi là sông Son. Và bắt buộc là phải đi qua sông này để đến được với con đường 20 ở bên kia. Tại sao tôi nhắc đến cái con đường 20 đó? Bởi vì là từ đây mà tiến thẳng đi ra, đi vào trong Nam thì sẽ gặp ngay đến vĩ tuyến 17. Và ở đó thì đó chính là chiến trường rồi, và sẽ bị đánh phá rất là khốc liệt. Do vậy là để giảm cái sự đánh phá mà có thể di chuyển được lực lượng vào trong Nam thì sẽ phải đi qua cái con sông này để đi đến với cái con đường 20 ở bên phía kia sông, để từ đó chia lực lượng để đi qua Lào. Đó, và từ Lào lại tiếp tục vận chuyển lực lượng là đi vào miền Nam. Và may mắn hôm nay tôi đến đây gặp bác tên gì đấy bác? Tôi là tên Điệu. Bác Điệu. Bác Điệu, đời yêu hỏi Điệu. Điệu. Bác ạ, bác có biết nhiều về cái khu vực này không? Cháu hôm nay đến đây để tìm hiểu lại về khu vực của bến phà Xuân Sơn này này. Thì cháu nghe nói ngày xưa đây là một cái nơi mà vận chuyển quân của quân giải phóng mình đúng không ạ? Dạ vâng, thì bác có thể chia sẻ giúp cháu. Đây là khi tế là cái bến phà này là bến phà là phà 1. Vâng. Bến phà 2 là trên kia. Là ở đâu bác? Bến phà 2 là còn có đây là trên đường Anh Trỗi mà đi có đây là nếu mà tắc đường ní thì là chuyển cả đường bến phà gần đóng á. Vâng. Như vậy là có hai bến phà. Có hai bến phà. Bến phà này là bến phà 1. Sau đó thì nếu mà chỗ này mà tắc thì lại còn đi theo con đường mòn này phải không ạ? Không, đi theo con đường trên kia. Đi đường trên. Cách đây là khoảng gần cây rưỡi. Một cây. Nó có một con đường nữa ở kia. Có một con đường. Con đường nhỏ đấy. Con đường. Và cũng lại đi theo qua đây. Cũng đi ra cái sông Son này mà đi vòng vòng ở đây. Rồi băng qua sông Son. Cũng băng qua sông Son luôn. Băng qua sông Son. Cái đấy gọi là phà phà 2. Phà A, B. Đây là A và đây là B. Vậy coi như là cái phà Xuân Sơn là cả khu vực này luôn. Cả khu vực này luôn. Cháu đã hiểu. Rồi. Tức là ngày xưa thì đường quốc lộ 15 đến đây rồi cái là bắt buộc phải đi đến đây để mà vận chuyển qua. Vận chuyển qua. Đây khi thế là dãy ni là hàng hóa hết toàn bộ. Hàng về tập kết đây. Chỗ này là cái chỗ mà tập kết hàng. Hàng là của cano nữa. Vâng. Là đến là họ bốc lên cái là coi như là rồi đấy trong nữa là coi như là rầm lắp. Ngày cuối rầm hành dầu hang được. Chứ không phải là như bây giờ đúng không ạ? Ngày xưa là rậm rạp. Đấy là coi như từ lại đi xuống là dưới câu mới câu đồn. Vâng. Coi như toàn là một là hàng hết. Hàng hóa là để hết ở đấy và giấu ở trong rừng như vậy. Xà lan là coi như dưới sông bóc lên, coi như là tập kết ở đây cái là bắt đầu cho xe là chuyển qua đường đi luôn. Thế. Tức là ngày xưa là cũng có cả hàng kiểu như là xà lan đến đây luôn, rồi cho thuyền chở đến đây và một phần nữa là đường trên đường này cũng đến đây và tập kết tất cả mọi thứ ở đây để và từ đó là mới di chuyển qua sông. Xe bắt đầu chạy qua pha này là chuyển vào Nam. Rồi là nếu mà đại khí thế là nếu mà chỉ nữa là họ không kéo pha. Vâng. Bắt câu phao.
Bắc Cầu Phao. Ban đầu là phà. Ừ. Nhưng mà sau đó lại Bắc Cầu Phao. Bắc Cầu Phao là phà là kéo chậm. Vâng. Cho nên thế mà đến đây là coi như một sống một chết là anh cứ lao đó đi đi. À. Ừ, lao đi. Cứ đến đây một cái là phải lao qua cái đã. Không đã. Không nguy hiểm. Vâng. Ngày xưa bác có biết về là Mỹ, bên Mỹ thì người ta có đánh như thế nào không bác? Hắn đánh á, hắn đánh ghê tởm lắm. Thế à? Hắn bổ nhau đấy, pháo toàn bên bên ní là pháo. Bên nào à? Bên bên cái xóm nhà đấy toàn bộ là trận địa pháo. À, kích bên kia là trận địa pháo của mình. Pháo hết. À. Đấy cũng trận địa pháo với đánh chồng đi ní. Chỗ này cũng là trận địa pháo của mình luôn. Đứng dưới cái bãi cát đi. Vâng. Đứng dưới bãi cát có hai trận địa pháo và bên ní trận địa pháo. À, như vậy là cái chỗ mà bãi cát kia kìa. Đó chính là cái trận địa pháo và đừng và vâng. Và kia đó. Và bên cái dãy nhà bên kia cũng là cái trận địa pháo. Bên, bên kia pháo. Là pháo của mình ấy. Pháo của mình chứ. À. Để bảo hộ cho cái pha này. Như vậy là hai bên sông đều là trận địa pháo của mình. Để hắn cầu chắc đấy. Vâng. Khi hắn bổ nhau mà cái lên đây là hắn bổ nhau từ dưới lên đi. Vâng. À, chứ hắn không phải bổ nhau đi, hắn bổ hắn đi một dưới lên là hắn bổ nhau đi. À, à. Sẽ đi từ đây vô. Ừ. Từ hướng này vào. Ừ, hướng này vào là coi như hắn bổ nhau đi để đánh cái bên pha đi. Vâng, như vậy là từ cái hướng này máy bay sẽ bổ nhào qua đây. Đâu. Để mà đánh vô cái bến phà này và đấy. Cái cầu phao mà mình đã lắp ở từ cái bên là... Vâng, có phải là cái cầu phao là lắp từ bên cái bến đấy không ạ? À? Đúng rồi. Đấy, qua chỗ này. Ra sang bên đây. À. Khi hắn lắp là 7 giờ tối. 7 giờ tối. 7 giờ tối là lắp trên đồng đây. Vâng. Trên đồng không nhà là họ dấu trên đồng cano kéo về đây. À. Bắt đầu lắp xong cái là 7 giờ tối là coi như 7 giờ sáng là 8 giờ là 6 giờ sáng là nó tháo hết. À, à. Tức là cái cầu phao đó không đó. Phải là để nguyên không, mà không để nguyên được. 7 giờ tối lắp. Rồi 7 giờ tối lắp. Và đến sáng là tháo hết rồi. Đến 5 giờ sáng là coi tháo hết. Chuyển lên trên đồng phong nhà bây giờ họ đi rồi. À. Trên đồng phong nhà là có cái lom đấy nè. À vâng. Họ kéo vô là họ dẫn vô trong. À, à là như vậy. Đó. À chứ không phải là cháu thì ban đầu cháu nghe bác kể thì cháu cứ nghĩ là cái cầu phao là cứ để đấy. Không. À. Ngay là thảo hết. Như vẫn có được vất vả đó. À vất vả nhờ bác nhờ. Như thế là đấy là một cái cầu phao tạm thôi và nó chỉ hoạt động từ 7 giờ tối. 7 giờ tối. Cho đến khoảng chừng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Là tháo ra luôn. Tháo ra. Và như vậy là Mỹ nó cũng đánh vào buổi tối luôn. Đánh vừa thôi. Tức là nó cho máy bay bổ nhào xuống. Ừ. Đó và để đánh toàn đánh. Ô, đêm mình, thôi. Mình ấy là không xe khô là dấu hết. À. Ừ, ban ngày là coi như là không có một cái gì hết. Không có gì hết. À. Thì, ban đêm đây. À như vậy là ban ngày coi như là án binh bất động. Án binh bất động. Mà khi đây là hẳn họ ở trên đóng thì. Vâng. Ở trên động. Quân ở trên đóng đấy. À là che giấu quân ở trong đấy. Quân trong đấy. Vâng. Hàng hóa cùng phương tiện lên trên đồng hết. Khi bắt đầu đường giờ là họ bắt đầu là cho quân kéo pha câu chuyện đó. Dạ vâng. Bắt đầu lắp ráp. Vâng. À là như thế đấy, là từ lúc đấy là khoảng 7 giờ tối là bắt đầu kéo ra đây, lại kéo ra đây để lắp ráp vô chỗ này. Để cho xe đến đây một cái, cứ xe đến đây một cái là phải lao qua. Là cứ phải lao qua. Lao sống chết mà lao qua đấy. Rồi. Vượt được cái sóng đi được con anh thả thôi, cải mô trên đường thì mặc. Vâng. Tóm lại là qua được đây là bắt đầu là đi vào đi vào đường 20 rồi. Vâng. Qua đường 20 kia. Nhưng cái đường con đường đi là khi tê là bây giờ Hòa Bình mới mở thôi nhỉ. Vâng. Chiến tranh là đi vòng lên trên đường. Vâng. Đi kiểu đi. À. À chứ không phải hẳn đi theo con đường mới chứ đó chứ. Đây là từ đông không? Vâng, đây là con đường mới rồi, còn con đường kia nó phải đi vòng một tí nữa đúng không? Ờ, hắn đi lên cùng theo bờ sông đi. À. Rồi, à cũng là con đi đường đi theo bờ sông này luôn. Đi bờ sông đi lên đến hết đó là coi như hắn vô đường 20. À vâng vâng. Ờ, chứ không phải. Dạ vâng. Đấy là đi thẳng pha xe đường không phải là đi thẳng đâu. Tại vì cái này là mới thôi sau giải phóng. Đấy mới làm. Dạ vâng. Thế hôm nay đến đây cháu gặp bác Điệu, cháu thấy
cháu có được thêm nhiều thông tin hay quá. Cháu mới biết được là ngày xưa chỗ này làm như thế nào đấy chứ. Tại vì cháu cứ nghĩ là ở đây ngày xưa sẽ làm một cái cầu phao, cái này là để nguyên ở đấy. Không. Thì cháu nói là ban sáng nó sẽ đánh cho chết luôn, đúng không? Vâng. Lúc đó buổi trưa là không có, buổi ngày là không có xe gồ mô đi hết. Tóm lại ban ngày coi như là ở đây là rừng không vậy thôi, không có cái gì hết. Không, không nhìn thấy gì hết. Đấy, dân đây là mới về ở chứ không... Chiến tranh là coi như không có ai ở đây. À, chiến tranh ngày xưa là không có dân, không có ai ở đây hết. Thế thế ông ở, trước thì họ ở. À. Sau bắt đầu xảy ra chiến tranh đấy là coi như... Họ đi. Tháng 8 năm 64 là coi như là dồn về trong rủ hết. À. Dân toàn bộ đi hết, đấy không có ai nữa. Đấy, đánh cho tán tay, cho có mô nữa. À vâng. Đấy, chứ chẳng qua là lấp phung bóng rồi. À vâng. À, rồi sau lấp phung bóng cho con nên... Trước là ngung bóng loạn. Từ nơi chỗ bờ giản đi về dưới thế là bom bom nhiều lắm. Là bom, toàn là bom, nó đánh bom suốt cái khu này luôn. Chứ hầu múc băng rồi chứ ngồi trả lại tang thải bình thường chứ không. Vâng. Nên là khép khung như kiểu là chứ nó không có chiến tranh đâu. Chứ ngồi bơi bom bom như thế này. Vâng. Bom như kia. À vâng. Mấy bom bom đây, bom bom đầu bom bom này. À chỗ này toàn là bom ra. Vâng vâng. Nhưng mà trừ lại chứ không hồng lấp rồi đâu. Vâng vâng. Và chúng ta vừa được bác Điệu chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều cái thông tin quý giá về cái hiện trạng của ngày xưa ở đây. Thì khu vực này các bạn, là khu vực này là rừng rậm nha các bạn. Và lau sậy ở hai bên sông này. Và chỗ này á, là cái chỗ mà tập kết hàng hóa và giấu trong những cái bụi lau cũng như là rừng ở chỗ này nó rất là rậm rạp. Và có một cái điều rất là hay đó là bây giờ tôi mới biết đó là cái việc vận chuyển đó không có phải là diễn ra vào ban ngày mà kể cả cái cầu phao mà bắc qua cái con sông Son này đây để mà cho xe có thể đi qua đó, thì cũng là được làm chỉ từ 7 giờ đêm và đến 5 giờ sáng đã bỏ ra rồi, đã tháo ra để mà cất giấu ở trong động Phong Nha cách đây 5 km đó các bạn. Đấy, là như thế đúng không bác? Đúng à, như vậy là cái con đường này á các bác, con đường này nó cũng là đi vào đấy luôn, con đường này này, cái con đường bé này. Con đường bé đấy á? Vâng. Hẳn chỉ lên đi cái làng. Lên tới kia là tới, à tới làng kia là hết. Đến làng đi là hết. Dạ vâng. Xe không, xe chiến tranh không đi vào đấy. Không đi được. Đây hồ mới mở đây. Thì cần là đi vào đây thôi. Đi, cái này đi vào đây. Cái này đi vào đây. À vâng. Thì vào đền pha thì lao xuống. Con sau nếu đánh bình pha này mà tắt á thì có bình pha B. Vâng. Như vậy là như vậy là bến phà Xuân Sơn ở đây là có hai bến phà. Đúng. Bến phà A là cái bến phà này. À, bến phà mà nếu mà đánh trong trường hợp mà bị đánh nó tắc ở đây đúng, thì sẽ có một bến phà phía trong nữa đúng không? Gọi là bến phà B. Anh Trỗi á. À đường Trỗi, đường Anh Trỗi. Đúng. Hồi đặt tên đường Anh Trỗi. Đường Anh Trỗi. À rồi là cho biết. Bến phà B. Là bến phà B, là bến phà dự phòng ở trong đấy. À vâng. Thế cháu cảm ơn bác rất nhiều nhá. Cháu cảm ơn bác. Vâng. Bác nhà ở đâu đấy? Nhà trong đây à, nhà bác ở trong đây à? Hôm nay bác vào đây làm nông à? Chạy nước. À, chạy nước. Ủa, là như thế nào bác? Là ngày nào bác cũng vào đây bác chạy máy bơm à? Cái máy bơm, đây là cái hệ thống máy bơm đấy. Hệ thống máy bơm để từ cho... Đâu bác? Ở đâu bác? À đây à? À, bây giờ ở đây là có một cái, người ta đã lắp một cái hệ thống máy bơm để hút nước từ sông Son này. Đó, để bơm vào đây đây. À, đây, bơm vào cái chỗ này đúng không bác? Đúng. Rồi nước là từ đây nó chảy vào. Đây tôi xuống dắt chứ không có. Dạ vâng. À, như vậy là bác Điệu bây giờ là quản lý ở tại cái hệ thống máy bơm này. Đây là các bạn này. Ở ngay bến phà Xuân Sơn luôn nhá. Đây, và chúng ta sẽ cùng đi xuống với bác Điệu. Xem bác Điệu bật cái máy bơm lên này. Ở cái máy bơm này, đây là có một cái nhà để chứa cái máy bơm. Ủa, cái máy bơm to thế bác nhỉ? Vâng, đây. Đây, và bác Điện sẽ bật cái cầu dao lên. Đó. Máy bơm nó chạy nè. Và nước nó sẽ được hút. Và lên đây các bạn ơi, nước nó sẽ chảy lên cái ống này. Rồi, đây nước nó chảy lên cái ống này để đổ vào trong cái bồn này này. Và từ đây nước sẽ chảy theo cái con mương. Đây, nước nó sẽ chảy theo cái con mương này. À, rồi cháu hiểu rồi. Đó, và đi theo cái đường ống này để đưa vào tưới tiêu cho bà con. Phục vụ bà con tưới tiêu bác nhỉ? Bác, cái hình này có phải hình cái thuyền không bác?
cái hình này này. Vâng. Ở đây thì là một cái tượng đài và có một cái hình. Đó, hình cong cong này giống cái thuyền đấy. Vâng. Kéo phà đi. À, đây là kéo phà. À, chỗ này là kéo phà đấy. À, vâng. Ô, như vậy là cái bơm này là ngày nào cũng phải bơm vào. Ngày nào cũng phải bơm. Và từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối nó chạy liên tục vậy. Không, buổi trưa nghỉ. À, buổi trưa cho nó nghỉ. Buổi trưa cho nó nghỉ. À, rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại đây. Quay lại cái vị trí mà những chiếc xe sẽ đi đến. À, các bạn cứ ví chiếc xe của tôi đi. Đó là một chiếc xe quân sự đấy. Đấy thì nó sẽ đến đây và nó sẽ lao xuống. Đây, nó lao xuống chỗ này này các bạn này. Đây chính là cái con đường lao xuống luôn. Đó, cái con đường lao xuống, nó sẽ lao xuống đây. Và khi chiếc xe nó lao xuống đây thì nó sẽ có cái cầu phao ở đây rồi. Nhưng mà các bạn nhớ là lúc đấy là cái cầu phao này được lắp đặt vào 7 giờ tối nhá. Và toàn bộ chiếc xe này lao ở trong màn đêm, nên là cái trình độ lái xe phải nói là rất là ghê các bạn. Đó là siêu thì mới lái được trong đêm như vậy, trên một chiếc cầu phao. Như vậy chiếc xe nó cứ vậy nó lao qua bên kia. Đó, nó lao qua bên phía kia các bạn. À, vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều nhá. Vâng. Dạ vâng, hôm nay đến đây may quá gặp bác. Bác chia sẻ cho nhiều thông tin hay quá. Dạ vâng. Mọi châu đây là coi như hình rầm rạp chứ gì. Dạ vâng. Bây giờ là nó quang rồi nhờ. Vâng, còn ngày xưa là rậm rạp lắm. Chúng tôi ai định ngồi dưới biến thương hỏa. Vâng. Chúng mới chiến tranh mới được lý. Vâng. Mà chiến tranh khốc liệt quá bác nhỉ. Khốc liệt. Mà đường đi cái đó mờ đâu. Vâng. Đường đi chỉ đi đường bộ thôi. Vâng. Rất chỉ là đường bộ đi thôi, đường mòn đi thôi. Đi mòn chứ không mở rộng được thế. Vâng. Bây giờ thì các bạn có đang thấy là những cái con thuyền kia nó đang đưa khách du lịch để đi vào tham quan động Phong Nha ở phía trong. Còn ngày xưa thì chỗ này đó là một cái cầu phao. Và máy bay của Mỹ thì đi từ cái hướng bên kia, rồi hướng bên này, tức là từ hướng đông, này, đông bắc này và hướng đông nam, để mà từ đó thì nó sẽ bổ nhào xuống đây. Và rồi nó sẽ gặp cái trận địa pháo cao xạ của quân giải phóng là bên này, và bên phía bên các cái nhà ở bên kia sông. Hai cái trận địa pháo này nó có cái tác dụng là để bảo vệ cho cái đường cầu phao ở đây. Nhưng mà các bạn chú ý là tất cả đều là ở trong ban đêm hết nha, chứ không có ban ngày. Toàn bộ ở đây không có một cái hoạt động gì xảy ra cả. Bởi vì các cái hoạt động ở đây mà vào ban ngày thì có hoạt động thì sẽ rất dễ bị phát hiện và sẽ làm ra một cái gọi là cái sự thương vong rất là lớn. Đó, vậy nên là các cái việc vận chuyển ở tại khu vực này chỉ được diễn ra vào ban đêm, từ khoảng 7 giờ tối cho đến 5 giờ sáng là đã kết thúc rồi. Và lúc đấy thì người Mỹ đã dùng các cái máy bay trinh sát để bay lên trên bầu trời đó và thả pháo sáng xuống để nhằm một cái mục đích, mục tiêu đó là phát hiện ra những cái sự vận chuyển ở trên cái con đường này, để từ đó họ đưa máy bay tiêm kích và máy bay thả bom ném vào đây. Ở ngay phía cái tượng đài này thì ở phía trong này lại có thêm một cái bia. Một cái bia, có lẽ đây là một cái tấm bia mới. Còn cái bia lúc nãy ở ngay cạnh cái con đường Hồ Chí Minh á, thì cái bia đó là cái bia ngày xưa được dựng. Còn cái bia này là bia mới này. Đúng vậy, đây là di tích lịch sử Bến Phà Xuân Sơn. Một cái bia mới được đặt trong một cái nhà bia nó trang trọng hơn rất là nhiều. Như vậy ở đây có đến hai cái bia. Nhà bia tưởng niệm di tích lịch sử Bến Phà Xuân Sơn, đó làm bằng đá. Và cái nhà bia có cái mái hai cấp. Chúng ta đã vừa tìm hiểu về một cái địa điểm, là một cái trọng điểm mà nơi đây đã xảy ra những cái đợt oanh kích, những cái đợt đánh phá cực kỳ ác liệt. Đó chính là khu vực của Bến Phà Xuân Sơn, bắc qua sông Son ở tại Phong Nha. Và chiến tranh Việt Nam thì rất là khốc liệt. Đây là cuộc chiến nhằm thống nhất đất nước, quy Giang Sơn về một mối. Và đến đây thì PTA xin phép được dừng cái hành trình đi khám phá trọng điểm Phà Xuân Sơn trong chiến tranh Việt Nam ở trên tuyến đường mòn Trường Sơn Hồ Chí Minh ở tại đây nha các bạn. Và xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở những cái hành trình khám phá thú vị tiếp theo. Bye bye.